Dạ kính chào cô chú bác anh chị em, hôm nay đến bên kiểng của cô Hằng ở bên Tân Vĩnh Long thì mình mời cô chú bác anh chị em giao lưu về bông trang nha. Rồi có nhiều loại bông trang lắm, mình bắt đầu vô clip luôn ha. Trước khi vào clip thì cũng cảm ơn cô chú bác anh chị em mình ủng hộ bãi kiểng của cô Hằng ở bên Tân Vĩnh Long. Rồi mình đi vào luôn ha. Đây cô chú bác anh chị em nào mà thích mai á, cũng có luôn nè, mai bự bự nè. Cái gì cô chú chị em mình á thì giao lưu luôn ha. Đó, là nhiều luôn nè. Đó. Cây nhỏ này giá cũng chắc cũng mini vừa phải luôn ha. Rồi, bắt đầu vô clip luôn ha cô chú bác anh chị em ơi. Đó, bông đẹp luôn ha. Rồi con chào cô Hằng ơi. Rồi chào Linh. Hôm nay ha chị có về được một lô trang. Xin giao lưu cùng bà con anh chị trên mọi miền đất nước đã ủng hộ em vừa qua. Rồi bây giờ vô cặp số 1. Rồi vô cặp số 1 ha. Trước khi vô cho con xin giao lưu số điện thoại luôn đi cô. Số điện thoại là 0767 524 992 cũng là số Zalo luôn đó. Dạ. Dạ bao ship toàn quốc luôn cô chú ơi. Rồi bao ship toàn quốc luôn ha. Dạ, cặp bông trang số 1. Cặp bông trang số 1. Này bông trang dạ, gì bông trang hả? Thái. À, bông trang Thái màu đỏ vàng. Đỏ vàng luôn. Cặp số 1 của chú này nó sống khỏe cô chú, sống trong chậu lâu rồi đó. Bông hết hồn rồi. Dạ. Cái này bao xếp toàn quốc luôn cô chú ơi. Cây hai bông luôn nè cô chú bác anh chị em. Hai màu ha. Rồi. Cho con đại diện thông số. Chiều cao 39. Chiều cao với ngang rồi. Đáng ngang 39. Và cặp số 1 này giao lưu với cô chú là 250. Rồi 250 cặp số 1. 250.000 ha. Rồi đổi cặp luôn. Bông trang kêu trang Thái ha con. Trang Thái đỏ với vàng ha. Lá này lá chung ha. Rồi tiếp theo. Cặp số 2 của chú bác anh chị em. Cũng đồng giá 250k nha chú. Rồi 250.000 một cặp luôn nha. Nó sống khỏe rồi chú ơi. Đẹp lắm. Mông này cặp này màu vàng, con kia là màu đỏ ha. Hai màu á. Hai màu. Đó. Này bông này nó trổ quanh năm của chú. Này, màu đỏ nè. Nó còn sót lại chưa lên ha. Rồi, cho con thông số luôn, đại diện. Chiều cao chiều 8 ngang. Cặp số 2 của chú bác anh chị em ơi. Cặp số 2 là 36 của chú ơi. 36. Tán ngang cũng 36. Tán ngang 36 luôn. Cặp số 2 này cũng giao lưu cô chú là cũng 250k cho cô chú. Rồi đổi cặp luôn 250.000. Bao xếp toàn quốc luôn cô chú ơi. Cặp bao xếp toàn quốc luôn. Tiếp theo cặp số 3 của chú bác anh chị em ơi. Rất là nhiều thôi. Bông là chà bá nha chú anh chị. Bông bự lắm nè. Chà bá luôn ha. Bông này nó bự dữ lắm cô chú ơi. Ủa, trang lá chung bên trang Thái nha. Này mà chậu này không có xếp nữa cô chú. Cái chậu này xếp lại cái là hết tiền luôn. Bó bầu xếp lại ha. Rồi. Hai màu. Cái này một cây mà hai màu nè cô chú. Vàng đỏ luôn. Rồi muốn trang vàng đỏ hai màu luôn ha. Rồi cho con không xấu luôn. Chiều cao 38. Chiều cao 38. Tán ngang 40. Rồi tán ngang 40. Và cặp số 3 này cũng 250k nha cô chú. Bao xếp toàn quốc cô chú ơi. Rồi đó cặp luôn 250 một cặp. Bao xếp toàn quốc luôn chú anh chị em. Có 250 là một cây 130. Bông rất là đang lên tốt, bông rất bự luôn ha. Trang Thái lá chung ha, chú bác này màu hai màu kia, hai màu luôn ha. Một trang hai màu ha chú bác. Đỏ vàng cô chú ơi. Đó. Ngộ ha. Nó sống khỏe trong chậu rồi về hả cô chú chăm sóc rồi nó trổ qua gì đó. Mua chậu rồi được hai màu luôn á. Rồi cho con thông số luôn. Cặp này cặp số 4 hả? Cặp số 4 của chú ơi, 34, chiều cao. Chiều cao 34. 8.038 cô chú ơi. 8.038. Và cặp số 4 này giao lưu với cô chú cũng 250k, bao ship toàn quốc luôn. Rồi đổi cặp luôn, 250k cặp số 4. Thì cô chú anh chị em nào thích thì liên hệ với tôi coi kỹ mình từng cặp nha. Từng đó giống nhau ha. Mình thấy giống nhau, cũng bông nó cũng hai màu luôn. Mình có đầy đủ màu cho cô chú bác mình chơi luôn. À. Rồi tiếp theo cặp số 5. Dạ. Cặp số 5 là cũng 250k nên cô chú, bao ship toàn quốc cô chú ơi. Rồi bưng xíu nha chị đây. Rồi 250k luôn ha. Ừ. Rồi màu đây nè. Số 6 nè. Số 6. Rồi tiếp theo cặp số 6. Cây ha. Lá nhỏ cái này nó thành phẩm rồi nha cô chú. Rồi sữa dây sữa đậu chưa cô ơi. Rồi đây nó lại luôn. Ừ. Rồi cái này là bông cây số 6. Lá nhỏ. Bông trăng đỏ lá nhỏ của chú anh chị em. Cái này mình sữa à. Sữa ấy rồi nha chú. Vô dây rồi. Vô dây rồi đó. Về mua về là chơi luôn cô chú. Chào tăng dù luôn ha. Rồi cho con thông số luôn. Trăng đỏ lá nhỏ. Chiều cao là 53. Chiều cao 53. Tán ngang là 44. Tán ngang 44. Hoành thân 13. Hoành thân 13. Dạ mã số 6 này giao lưu với cô chú là 1.100.000 bao ship toàn quốc cô chú ơi. Rồi 1.100.000 cây số 6 bao ship toàn quốc rồi đổi cây cho con. Tiếp theo cây số 7. Rồi tiếp theo cây số 7 cũng là bông trang đỏ lá nhỏ nha chú. Cái này cũng sữa thành phẩm rồi chú ơi, về chơi luôn. Mã số 7 nha. Đó, tạo dáng như dáng thông gì luôn thì chú ơi. Mình không biết dáng gì tròn tròn nữa. Rồi cho con thông số luôn. Chiều cao 57. Chiều cao 57. Tán ngang 40. Tán ngang 40. Hoành thân 12. Hoành thân 12. Dạ mã số 7 này giao lưu với cô chú là 1.500.000 bao ship toàn quốc luôn cô chú ơi. 1.500.000 cây số 7 của chú bác anh chị em ơi. Đổi cây. Tiếp theo cây số 8. Cây bông trang hồng phấn nha cô chú. Rồi tiếp theo bông trang hồng phấn là cây bông trang xưa nè cô chú ơi. Bông nó chỗ quanh năm nè cô chú. Bông ha, đi thế luôn cho chú anh em ơi. Để cũng quay quái nở luôn. Rồi cho con làm số luôn. Cây này cây mã số 8. Hoành thân 11 cô chú ơi. Hoành thân 11. Chiều cao là 68. Chiều cao 68. Tán ngang là 47. Tán ngang 47. Vậy mã số 8 này giao lưu với cô chú là 700.000 đó cô chú. Rồi. Bao ship toàn quốc luôn cô chú ơi. 700.000 hay cô chú bác cho em mà rồi đổi cây. Rồi tiếp tục một cái mã số 9. Cũng trang hồng phấn luôn. Bông trang hồng phấn xưa nha cô chú. Mã số 9 ha. Nè cô chú ơi, nó ra bông không luôn, đẹp luôn. Được nào nó cũng có bông hết chứ. Cái này nó sống trong chậu là cả năm trời đó cô chú. Vậy là thường chậu cô chú bán cho em ơi, mấy cái này thường chậu hết. Cái rồi. Cái này mua về chơi luôn à. Này coi cũ nè. Để quá trời luôn ha. Rồi cho con thông số cái này luôn. Bông rất là nhiều luôn. Hoành thân 13. Hoành thân 13. Chiều cao. Chiều cao là 85. Chiều cao 85. Dạ tán ngang là 68. Tán ngang 68. Dạ mã số 9 này giao lưu với cô chú là 1.200.000 bao ship toàn quốc cô chú. Rồi. Mã số 9 1.200.000 bao ship toàn quốc đổi cây cho con. Bao sống bao ship luôn cô chú ơi. Này cũng là một cây trang hồng thắng xưa nghe cô chú. Rồi mã số 10 hồng phấn xưa luôn, tàn tròn đẹp luôn của chú bác chị em ơi. Nè bông nó ra nè chú ơi, đó. Luôn. Đó, mua về bắt đầu bông nó ra nè. Lên bông khắp cây luôn nè. Dạ không. Đó, lên khắp cây luôn ha. Rồi cây này hoành to luôn. Dạ mã số 10 nha cô chú. Mã số 10. Dạ hoành thân 13. Hoành thân 13. Chiều cao 80. Chiều cao 80. Tán ngang 67. Tán ngang 67. Dạ mã số 10 này giao lưu với cô chú là 1.300.000 bao xét toàn quốc nha cô chú. Rồi 1.300.000 cái số 10 của chú bác em ơi. Rồi đổi cây. Cây đó được. Cây đó lên đi. Cây đó đẹp mà. Cây bông trang dễ lắm, dễ bông lắm. Rồi một bông cây số 11 này cô chú anh bác em không cô nó không có bông hết. Lên bông nhóc chân nè. Gì nè. Đây là gì bông mới giữ nè, tại nó chưa ấy thôi mà dáng đẹp ha cô chú anh chị em. Có quay con vòng này rồi đó. Dạ mã số 11. Mã số 11 chú anh chị em. Bình thân. Bình thân 13 cô chú ơi. Mã 13 không ha, cái quạnh cỡ không. Về bay 80. Bay 80. Tán ngang 55. Tán ngang 55. Dạ mã số 11 này giao lưu với cô chú là 1.200.000 bao ship toàn quốc ha cô chú. Rồi 1.200.000 bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp vô. Rồi tiếp theo cô chú ơi. Rồi thêm hai cây mai nữa kìa. Tiếp theo hai cây mai dảo hơn chú anh chị em ơi. Đây là cây mai mã số 12 nha cô chú. Rồi cây mai mã số 12, mai dảo luôn ha. Mai dảo 9 cánh cô chú ơi. 9 cánh. Em qua đây cho sáng nha, để qua đây. Đó, mình gây rất là sáng luôn nè. Dảo luôn, 9 cánh luôn ha. Cái này nó sống trong chậu là 4 năm mà nghe cô chú. Sống trong chậu 4 năm mà thường chậu hết rồi. Thành chậu hết trơn nè. Củ bự nè. Rồi, cho con thông số cái này luôn. Quay cái củ này đẹp luôn chị đẹp. Đó, cái củ nè, cái hình thú nè cô chú. Rồi, cho con thông số đi rồi hả quay chồng rồi. Hoành thân nó 22 nha cô chú. Hoành thân tại vị trí đó 22. Dạo 9 cánh hơn cô chú bên vậy. Chiều cao là 1,5 m cô chú ơi. Chiều cao 1,5 m. Dạ tán ngang là 1 m. Tán ngang 1 m. Dạ mã số 12 này giao lưu với cô chú là 2.500.000 nha cô chú. Rồi mã số 12 giá 2.500.000. Ồ có cây mai 2 triệu mấy là về nhà tao ship toàn quốc luôn ha. Dạ. Cái này là dảo viên luôn ha. Dạ. Rồi tiếp. Đó nguyên một vườn đó giao lưu cô chú ơi muốn chơi. Đó đó. Bông dảo luôn ha. Đó để coi bông luôn ha. Đó bông dảo luôn ha. 8-9 cánh luôn đó, đúng 9 cánh luôn đó. Này dáng chụp lắc cho cô chú. Rồi mã này mã số 13 hay 14 ta. Dạ 13. Dạ mã số 13. Dảo luôn ha, 9 cánh luôn ha chú anh em. Rồi. Cái này mình sữa rồi đó nha cô chú. Vô dây sữa là thường chậu hết. Muốn chơi sữa thêm. Đó, dáng chụp lắc nó đẹp. Đấy cũng đẹp luôn ha. Giờ cũ ha. Rồi cho con thông số luôn. Cái này sống chậu là 4 năm luôn chú. Cái này không có môi đế đâu chú. Đế nó đẹp lắm. Dạ hoành 20. Chiều cao cũng 1,5 m cô chú ơi. Chiều cao 1,5 m. Tán ngang cũng 1 mét cô chú ơi. Tán ngang 1 mét. Cái này sống trong chậu là mấy năm thì cô chú mua về là chơi luôn. Rồi, giao luôn giá luôn. 13 này cũng là 2.500.000 bao sống bao xếp luôn nha cô chú. Rồi. Dạ là 2 triệu mấy? Dạ 2.500.000. 2.500.000, 2.500.000 nha. Dạ. Bao ship toàn quốc ha. Rồi đổi cây luôn của chú anh chị em ơi. Rồi còn cây cuối cùng ha, đợi chút xíu nha chú anh chị em. Rồi đây các bạn. Rồi tiếp theo. Còn 9 cánh luôn. Nguyên là 9 cánh đều hết á. Rồi 9 cánh luôn các chú anh chị em ơi. Cái này mà quay hơi chật vật thì thông cảm các chú anh chị em. Nhưng mà anh cố gắng anh kỹ ha. Cái này hình con thú nó nằm dài nè cô chú. À. Cái này nó sống trong chậu là cỡ 5 năm rồi đó cô chú ơi. Con thú đang nằm mà. Đó, đàn chú thú nằm dài nè cô chú. Dạ thú nha. Bông 9 cánh gặt luôn đó cô chú ơi. Mà dạo 9 cánh gặt luôn nha. Thường chậu lâu lắm rồi cô chú anh chị em. Vì cô chú anh chị em mình chăm sóc tạo tàn lại là đẹp luôn á. Rồi cho con thông số luôn. Nè, mã số 10. Dạ hoành thân đó là 19 cô chú ơi. Hoành thân 19. Dạ, chiều cao là 87. Chiều cao 87, tán ngang. Tán ngang là 1 mét. 1m2 cô chú ơi. Rồi tán ngang 1m2 cô chú bác quay con vòng để con nhìn cái tàn. Đây mình đo hảo phía trên 1m2 nữa. Thì mình đo theo chặt quá. Cái tàn nó hay cô chú anh chị em. Trời ơi, bông nó chùm luôn á cô chú. Bông mà bảo đảm là 9 cánh nha cô chú anh chị em, giảo luôn một cái thú luôn ha. Cái này chậu không có xếp nha cô chú. Trời ơi, xếp chậu này nó cũng về đường nó cũng bể cô chú ơi. Rồi cái này đã dán cho luôn. Dạ cái này mã số này số mấy ta? 15 14. Dạ mã số 14 rồi vậy. 13. Đó 13 rồi. 13 14 gì vậy? Dạ mã số 14 này. Cây cuối cùng nha. Cây cuối cùng đây các bạn. Giao lưu với cô chú là 4 triệu đồng nha cô chú. Rồi 4 triệu đồng. Bao xếp toàn quốc luôn cô chú ơi. Dạ. Dạ cũng chụp hình luôn. Rồi cô clip xin chào luôn dạ, cô ơi. Cuối clip ha, chúc bà con trên mọi miền đất nước dồi dào sức khỏe, làm ăn phát đạt phát tài. Dạ kính chào. Rồi xin chào cô ha. Cảm ơn cô chú bác anh chị ông bác kiện của dì Hằng ha. Rồi xin chào ha, coi con thú lại lần nữa nha. Rồi xin chào cô chú bác anh chị em ơi.